quái đường bị ngập. Trời đói quá, bao giờ mới hết mưa đây? Trời tạnh mưa rồi kìa. Chúng ta mau đi thôi. Đường nhiều nước quá. Không sao đâu, chúng mình cứ từ từ đi là được. Về nhà có ăn cơm được chứ? Nhìn đằng kia kìa. Tôi cần. Cẩn thận. Hãy bỏ chính xác về đây. Tê giác nhỏ, thỏ con, đi trên đường bị ngập rất nguy hiểm đấy. Chúng cháu hiểu rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, bọn con bị mất tích rồi ạ. Bọn cháu đi đến đây cùng với nhau, bọn cháu chạy từ hướng kia. Hãy mau đi tìm cháu bé Babylon. Hãy mang bọn trẻ đến nơi an toàn. Hãy tin ở tôi. Ôi con, ôi con ơi, lạ thật, cậu bé đi đâu được nhỉ? Dobby, chúng ta không thể quan sát kỹ mặt đường khi bị ngập, vì thế phải di chuyển cẩn thận. Là mũ của voi con. Cậu bé có thể đã bị cuốn trôi về hướng kia. Chúng ta phải mau sang đó kiểm tra. Voi con ơi, voi con. Nước ở đây ngập nặng hơn, chúng ta phải nhanh lên. Voi con. Chỉ là một con cá thôi. Mình phải làm gì đây? Ai đó cứu tôi. Voi con ở bên trong. Cửa bị chặn rồi. Dobby, tôi có ý này. Voi con. Cảnh sát trưởng Labrador. Chúng ta mau ra khỏi đây. Nước đang dâng lên, nơi này sẽ sớm bị ngập. Chúng ta phải lặn xuống. Mọi người hãy lấy một hơi thật sâu. Chúng ta ra ngoài được rồi. Ôi không, nước đang tràn về hướng này. Nhanh lên nào, nhảy lên cái thùng kia. Trèo đi. Ôi không, cái thùng bị tờ rồi. Cái gì kìa? Ôi không, là xoáy nước. Trèo ngược lại ngay. Cứu hộ! Quá ta!
đi. Đau sợ quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, sau khi trời mưa, đường có thể bị ngập. Chúng ta cần phải di chuyển cẩn thận và tránh khỏi chúng. Đường bị ngập rất nguy hiểm. Các bạn có thể bị trượt ngã và bị thương, bị trôi xuống cống hoặc thậm chí bị điện giật. Vì vậy, nếu phải ra đường ngay sau cơn mưa, hãy luôn ở gần ba mẹ, đi chậm và cố tránh đường ngập nếu có thể. Hãy ghi nhớ điều này nhé.